Hãy cùng khởi động một mùa hè rực lửa cùng với lễ hội âm nhạc Yann Beat Fest 2015, nơi sẽ quy tụ rất nhiều màn trình diễn của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, những gian hàng trò chơi độc đáo và nhiều hoạt động ngoài trời khác nữa. Chỉ trong một ngày duy nhất thôi, hãy cùng bạn bè tham gia và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại buổi tiệc âm nhạc lớn nhất Việt Nam này nhé, vào ngày 9 tháng 5 năm 2015.